cảm ơn. Dạ. Tao sao? Mình về sao không báo em biết để em chuẩn bị? Mày chuẩn bị cái gì? Để mày báo cho thằng bồ mày đừng có bén mảng tới đây nữa hả? Em không có. Nếu có thì mày sống được với tao chắc. Tao có hẹn với mấy thằng đàn em nhậu ở đây, nhớ làm mồi cho ngon ngon vô. Dạ. Mẹ kiếp, tao đã về đây rồi, tất cả mọi chuyện đều phải nghe theo lời tao, hiểu chưa? Dạ. Hôm nay là ngày giỗ của anh chị ấy, sao lại cắm hoa hồng vàng? Tại vì bé Trinh nó thích hoa hồng vàng. Mà em không hiểu sao bao nhiêu năm nay hai đứa bé đó lại không tìm về nhà nó. Chắc lúc đó thằng bé còn quá nhỏ nên không thể nhớ đường về lại nhà. Còn bé Trinh thì anh lại để nó thất lạc, không biết bây giờ còn sống. Hôm nay là ngày giỗ của anh chị. Nếu anh chị có linh thiêng thì phù hộ độ trì cho hai cháu. Suốt bao năm qua em vẫn đi tìm hai cháu mà không thấy. Nén nhang này xin được tạ lỗi cùng anh chị và hai cháu.
Vô. Mừng anh hai trở về. Vô. Đại ca, tụi em biết tin đại ca về, tụi em mừng hết lớn luôn. Không ngờ là đại ca còn nhớ tới tụi em. Vậy à, mày khỏi trình bày. Dù tao ở trong tù, nhưng công việc làm ăn của tụi bay ở ngoài này á, tao đều nắm hết. Vô đại ca. Vô. Mời đại ca. Mời đại ca. Đại ca, lần này đại ca về á, xây dựng lại cơ đồ. Thằng em này sẽ theo đại ca tới cùng luôn. Em đã gây dựng được đường dây dẫn gái và bảo kê hai quán bar. Bây giờ đại ca về rồi, xin nhường lại cho đại ca. Các chú đã có lòng với anh, còn đối xử tốt với anh, coi anh như năm xưa. Anh rất là cảm ơn. Mời đại ca. Nhưng thôi, mời. Anh không tham gia vào việc của các chú đâu. Đứa nào có phần thì cứ việc giữ. Còn anh tự biết mình nên làm gì. Uống đi đại ca. Dạ. Vô. Đại ca nói vậy chắc hẳn là đại ca đã có kế hoạch rồi. Dạ. Ờ Khánh. Dạ, em tới trễ. Em đi vài chỗ em gom tiền và em gửi đại ca. Dạ. Đây là Khánh Nam, đệ tử mới của tao đó. Còn đây là mấy anh em năm xưa cùng với tao tung hoành ở biên giới đó. Thôi, tụi bay làm quen với nhau đi. Dạ. Uống cái làm quen nha. Dạ, dạ. Mời đại ca. Vô. Dạ, xin mời. Mời đại ca. Vô. Đại ca. Ừ. Em cho người đi tìm hiểu. Ngôi nhà mà đại ca nói tới á, hiện đang bỏ không, không có người ở. Chỉ có một cặp vợ chồng thường xuyên qua dọn dẹp thôi à. Vợ chồng. Vợ chồng nào? Chính là Tai Kỳ Bảnh mà đại ca kể cho em nghe đó. Bây giờ nó hoàn lương rồi, có vợ và con gái, sống cách đó vài cây số. Mẹ nó, cái thằng chó đó. Căn nguyên mọi chuyện xảy ra cũng là do nó. Kể cả việc tao bị bắt về đi tù. Sau khi tụi em ra tù á, cũng tính tìm nó xử. Nhưng á, mà nó trốn biệt tích, rồi sau này nó mới về. Sau khi hai vợ chồng thằng Trung Đâu chết, không hiểu bằng cách nào thằng Kiều Bảnh được giữ ngôi nhà đó. Và nó nói là nó sẽ chờ hai đứa con của thằng Trung Đâu trở về. Đại ca, đại ca muốn xử nó bây giờ thì em cho tôi đàn em làm liền. Mẹ kiếp nó, nếu trước đây thì chính tay tao sẽ giết nó rồi lý xác nó vô rừng. Còn bây giờ thì chưa phải lúc. Tao mới ra tù, không nên manh động, công an nó để ý. Cái thằng chó đó, cứ để yên đó, nó không chạy thoát đâu mà lo. Đại ca, con số chắc là tụi nó về số vàng Trung Râu cất giữ năm xưa. Nhưng mà thằng Trung Râu chết rồi, số vàng đó liệu Kiều Bảnh có biết không? Chắc là không biết đâu. Nếu không thì hai đá đâu chịu để yên cho Kiều Bảnh như vậy. Vậy thật ra số vàng đó hiện đang ở đâu? Uống đi đại ca. Rồi mày đại ca. Vô. Hôm nay không sai không về nghe. Dạ. Thôi về đi, có gì tôi gọi. Nó nghe nè, khi nào lên Sài Gòn thì nhớ nói tiếng nghe chưa. Đừng có im lặng mà đi đó. Biết rồi. Tôi về. Tôi đi đâu thì kệ tôi, làm gì phải báo. Xưa rồi nha Diễm. Con mới về hả? Con nè, con về sao không báo Dượng với mẹ ra đón con? Ừ. Cảm ơn, không dám. Tôi mà có đi bộ á, cũng không thèm gọi cho ông đâu. Còn mẹ nữa,
Gọi cho mẹ thì mẹ chậm chạp, mắc mệt hả? Chỉ cần gọi cho bạn tôi thôi là nó xếp hàng dài dài đưa đón tôi rồi. Con nhỏ này ăn với nói à. Thôi cô vô trong nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, để mẹ đi chợ mua mấy món con thích về cho con ăn nha. Chắc nó đi đường mệt nên mới ăn nói với anh như vậy, anh đừng trách nó nha. Không sao đâu, em mang đồ vô cho con đi, anh ra phía sau bắt con gà, còn em chuẩn bị cơm nước nha. Ừ. Mẹ, đồ con đâu? Con phải đi tắm. Mẹ vô liền. Cơm nè anh. Cảm ơn em. Nè con. Của con nè. Cả nhà mình ăn cơm đi. Ăn đi anh. Con, món này con thích lắm nè. Ăn nhiều vô nha. Anh. Cảm ơn em. À, cái cậu thanh niên lúc nãy chở con về là ai vậy? Thằng đây con bà Tư Sang chứ ai. Trời đất, cái thằng đó là cái thằng hư hỏng, phá làng phá xóm nhất ở đây đó. Mẹ đã nói con đừng giao du với nó rồi mà. Mẹ để ý làm gì? Kệ nó đi. Dù sao á thì nó cũng chịu con hết mực, rồi nó cung phụng dưới chân con. Thời buổi giờ mà, lợi dụng được đứa nào á thì cứ lợi dụng thôi. Con à, cái cậu đó hình như là mới chém người, đứt của người ta mấy ngón tay đó. Con giao du với người đó không tốt đâu. Ông cũng từng làm giang hồ đó, mở miệng ra làm như là mình tốt lành lắm vậy. Trời, sao con lại ăn nói với Dượng hỗn hào như vậy hả? Ừ, con nói đúng mà. Thôi em ăn cơm đi. À mẹ, mẹ thấy An Bình là người như thế nào mẹ? Thì mặt mày cũng sáng sủa, cũng hiền lành lễ phép. Vậy mẹ sắp xếp lên nhà cậu hai tác hợp cho con với anh Bình nha. Con thích anh Bình đó. Cái gì? Con nói cái gì vậy con? Thì con nói con thích anh Bình. Mẹ có nhiệm vụ làm chuyện này cho con đó nha. Trời đất ơi, sao con lại nói như vậy được? Có gì đâu mà không được. Dù sao thì anh Bình cũng là con nuôi của cậu hai thôi, được cậu hai lượm về nhà. Có bà con họ hàng gì đâu mà mẹ phải sợ. Mà tính ra anh cũng là đứa mồ côi, đâu có rõ nguồn gốc đâu. Được con để ý là phước phần của ảnh rồi. An hả? Người mà con thích tại sao con lại nói như vậy chứ? Dừng nghĩ con lớn rồi, ăn nói cái gì cũng phải suy nghĩ chín chắn một chút. Đừng có hở ra muốn cái gì được cái đó, hiểu chưa? Ông có quyền gì mà ông dạy tôi? Ông đừng tưởng lấy mẹ tôi á là được quyền làm cha nha. Tôi nói cho ông biết, tôi chưa bao giờ thích ông, và cũng đừng mong một ngày tôi sẽ chấp nhận ông. Ông rõ chưa? Con im đi. Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ thôi. Mẹ đừng bao giờ ép tôi phải thấy bản mặt của ổng nữa. Từ sau bữa cơm này, hay làm bất cứ chuyện gì, nếu có ổng sẽ không có tôi. Mẹ hiểu không? Em. Mẹ, mẹ đánh tôi. Mẹ vì ổng mà mẹ đánh tôi. Anh Hà, anh Hà, nghe mày nói. Mày tránh xa tôi ra đi, đừng bao giờ đụng vào người tôi nữa. Em à, em bình tĩnh đi. Anh hiểu tính khí của con mà, chắc nó sẽ suy nghĩ lại. Em yên tâm, đừng buồn nữa nghe. Thôi, đừng khóc nữa em.
quên hả? Mình ngủ quên cả ngày rồi sao? Mình lên đây để tìm Liêm mà. Mình phải đi kiếm Liêm thôi. Tên này có tên thường gọi là Nguyễn Văn Hai, với giang hồ thường gọi với biệt danh là Hai Đá. Hắn đi tù 15 năm, can tội cướp của giết người ở vùng cận biên giới. Hắn mới được phóng thích, nhưng không chịu về quê mà ở lại thành phố của chúng ta. Vì hắn có người vợ chuyên thu mua phế liệu đang sinh sống ở đây. Có thông tin cho rằng trước đây khi hắn ở trong tù, hắn vẫn còn điều khiển đám đàn em để mua bán ma túy và đánh bạc bất hợp pháp. Hai Đá là một tên đặc biệt mưu mô và xảo quyệt. An Khánh, đồng chí sẽ trực tiếp điều tra về tên này, nhưng phải nhớ là điều tra bí mật để tránh bứt dây động rừng làm ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Dạ rõ. Tốt, bây giờ chuyển sang nhân vật thứ hai, đó là Hoàng Văn, tức Văn Đại Quý. Mẹ nấu cơm rồi đó, vô ăn đi con. Tôi không ăn uống gì hết trơn á. Mẹ không cần tôi nữa thì mày để cho tôi chết luôn đi. Con đừng có nói như vậy, mẹ lo lắm. Coi như hôm qua mẹ lỡ tay đánh con, mẹ xin lỗi con mà. Bây giờ con vô ăn sáng đi, rồi con muốn gì mẹ cũng chiều hết. Mới có một ngày không ăn uống thôi, mặt mày con xanh xao quá. Mày chưa bao giờ mà đánh tôi, mà vì ổng mày lại đánh tôi. Tôi không còn muốn sống trên đời này nữa. Trời, con đừng có nói như vậy, mẹ lo lắm biết không. Mẹ biết mẹ sai rồi, và con muốn gì mẹ cũng chịu hết nha con. Mẹ hứa rồi đó nha. Ừ, mẹ hứa. Cười cái coi nè. Cười phải đẹp không? Thiệt là tức chết. Bây giờ mày tính sao đây? Mày coi có cách nào giúp tao không vậy, Hương? Ôi quý. Ai dạ? Cái gì vậy? Con quỷ, tao kêu mày qua đây tìm cách giúp tao chứ không phải ngồi ăn xoài đâu không nha. Thì con cũng ngồi nghe ủng hộ má nãy giờ mà. Nghe cái kiểu mày đó hả? Chứ nghe kiểu gì? À, lúc này tao thấy mẹ ăn chua lắm nha, có bầu rồi phải không? Trời, má làm như dễ bầu lắm vậy. Nếu mà con dễ bầu vậy á thì một năm con đi ra đi vô từ vũ không biết chắc chục lần á. Con nào cũng nói vậy hết trơn á, mà con nào cũng mượn tiền tao phá thai hết trơn á. Đó là bởi vì tụi nó dại dột, tụi nó mơ mộng, tụi nó nghĩ rằng có thể dùng cái bầu đó để giữ lại người đàn ông ở bên mình. Nhưng đến khi giấc mộng ra đi thì mọi chuyện ôi quá phũ phàng. Cũng như là cái miếng xoài này ha, khi mà đã biết nó chua rồi á, đã chấp nhận ăn thì phải ráng chấm muối nhai. Khi đã chấp nhận nhai rồi thì ráng mà nuốt xuống, đừng có nhè nó ra thành một bãi bầy nhầy thấy mà gớm. Trời ơi, bữa nay á không đâu cô triết lý, thấy ghê quá vậy. Tao nghe mà tao nổi da gà hết trơn luôn á. Thôi đi cô nương, cô bỏ triết lý cuồng đó đi. Đối với tôi hả, miếng xoài chua, miếng xoài ngọt gì đó cũng là một thứ miếng, bỏ vô miệng ăn rồi nó tiêu quá hết. Trời, nhưng mà rất tiếc. Sao? Con Liêm á, nó không phải xoài, cốc, ổi, mía ghim gì để má bỏ vô trong bụng tiêu quá hết, phải không? Con nói đúng chưa? Chưa chắc. Chưa tới hồi kết cục thì chưa biết à. Má, bộ má tính làm gì Liêm hả? Thì cho nó liều thuốc ngủ
bán qua biên giới là xong. Hay, còn thấy cách này của má không ổn rồi. Má đừng có mơ mộng nữa. Chứ cách nào? Nè, má thấy á, con Liêm là một đứa cực kỳ dở dở đúng không? Nếu như mà cách này của má thành công thì không có gì để nói. Nếu như mà nó thất bại, con hứa với má luôn nha, là nó sẽ bầm má ra vậy nè, rồi nó do duyên má lại thành cục xíu mại luôn cho má biết. Hen, mày nói tao mới nhớ. Bình thường con nhỏ này á, nó hiền lành lắm, nhưng mà gặp chuyện hả, trời ơi, nó hung dữ kinh dị lắm kìa. Vậy giờ tính sao? Không lẽ tha cho nó? Từ trước tới giờ chưa có đứa nào mà thoát khỏi tay tao mà làm tao bẻ mặt như nó. Con có một cách này. Cách gì? Nhưng mà con nói với má, má phải hứa là không được nói với ai là con bài má mới được. Mày cũng sợ nó đập nữa hả? Trời, sợ sao không sợ. Má dám nói má không sợ nó đập má đi là con theo má liền luôn á. Giờ má nghe không? Cách nào? Mày nói thử tao nghe coi. Đây đây là đây, con nói cho nghe. Vậy cũng là cách nữa hả? Chứ làm sao, má có cách khác không? Đâu, mày qua hỏi nó coi, coi nó có chịu không. Chịu thì làm. Qua hỏi nó hả? Ừ. Đợi ăn hết dĩa xoài đã. Mày đi nhanh đi, mệt quá. Rồi để cho tao ăn hết đã. Tao sốt ruột lắm rồi, bỏ nó đi, đi nhanh lên. Mày cà thọt đi qua bển chắc tới tối quá hả? Đi nhanh lên. Trời đất ơi, thọt chứ có phải què đâu trời. Chán dễ sợ kêu kìa, có dĩa xoài đồ quỷ, mày thọt chứ đâu phải què, đi nhanh lên. Được rồi. Chuyến này mày chết chắc. Tiền thì sắp hết, mà mình thì vẫn chưa tìm được người thân. Nhưng ở đây cũng đâu giải quyết được gì, mà mình phải ra ngoài tìm việc. Gái, ăn cơm chưa dạ? Trời, dòm cái mặt là biết chưa ăn rồi. Nè, bà chói bà kêu chị mang cơm gà lên cho gái nè. Sao bà chói lại mua cơm gà cho em? Thì bà thấy ái nái dù mấy bữa đó, bà thấy bà có lỗi, cho nên bà kêu chị mua cơm gà lên chuộc lỗi với em. Nè, ăn đi gái, cơm gà ngon lắm. Ăn đi mà. Một thân một mình ở trên thành phố này đó, có được bữa nào miễn phí là hay bữa đó rồi em ơi. Ăn đi. Em ăn nha chị. Ăn đi. Nè nè nè, uống uống nước, đừng để nghẹn. Cảm ơn chị. Trời, chị công nhận ấm nhầm ấm nhách mà sức ăn cũng dữ quá ha. Hèn chi thằng cha kia hôm bữa vừa nhào vô là em đánh cho ổng te tui văng ra là phải rồi. Nè, có chút võ phòng thân vậy cũng lợi hại ha. Ê gái gái, vài bữa khi nào rảnh á, dạy chị vài chiêu nha. Chị có năng khiếu lắm á. Dạy vài chiêu nha. Nè nè nè, gái, chị nghe mụ chó nói là gái đang cần kiếm việc làm phải không? Dạ, dạ phải. Trời, em gặp Mai rồi đó. Cái quán karaoke ngoài kia đang cần tiếp viên. Em tươi như vậy đảm bảo nó nhận em liền. Karaoke là gì chị? Con nhỏ này chắc là hóc bà tó chui ra quá. Có quê cỡ nào cũng phải biết karaoke chứ trời. Mà thôi kệ, nó không biết thì càng tốt. Mình nói gì thì nó sẽ tin đó, càng dễ cho việc điều khiển nó. Không có phải là karaoke đâu, mà là karaoke. Ở chỗ đó vui lắm em ơi. Người ta hát nè, người ta nhảy múa vậy đó. Em không cần phải làm gì, em chỉ cần hả khen với em vỗ tay thôi là em có tiền à. Mà chị nói cho em nghe nha, em phải đi làm mấy cái chỗ như vậy thì cái cơ hội mà em kiếm người thân cao hơn nhiều. Thiệt vậy hả chị? Thiệt chứ, chị á là chưa bao giờ nói dối.
Vậy khi nào em đi làm được? Thì chừng ngày mai ngày khoan đã, bỏ hộp cơm đây. Em đứng lên đi. Đó, đâu, thử xoay một vòng chị coi coi. Xoay ngược lại vòng chị coi coi. Trời ơi, xoay từ từ thôi. Em á, em có khuôn mặt rất là đẹp, nhưng mà cái tướng của em hơi quê quê. Em biết xoay mà xoay kiểu thành phố nó sang trọng là phải xoay làm sao không? Dùm chị nè nha. Đó, bỏ chân giày. Rồi, xoay. Đó, xoay xong cái mặt em phải ngớt lên như chị vậy nè. Thấy không? Rồi, làm lại chị coi coi. Đúng không chị? Trời, kiểu này chắc mẹ chói tốn thêm mớ tiền rồi. Tôi là tôi bó tay rồi đó. Chưa sáng. Ê, gì vậy? Ra đây. Gì vậy? Con quỷ, tự nhiên mày dẫn nó vô đây cho tao tốn tiền vậy? Trời, tốn tiền gì má? Má chỉ nghĩ tới một mà không nghĩ tới mười. Má coi coi nó kìa, quên một cục không? Thấy ghê. Má không tút cho nó đẹp lên, má không tút cho nó tươi lên, làm sao mà có thể hấp dẫn mấy anh trai đại gia cho má hái ra tiền được chứ? Mày nói mạnh miệng quá à. Tại vì mày không có chi tiền. Không có chi tiền gì, má chỉ tốn chút xíu thôi mà má tiếc cái gì. Phải có chi mới có thu, má phải có tầm nhìn rộng hơn chứ. Mà nè, con nói cho má nghe, chứ chi cho vụ nào còn sợ, chứ vụ này chắc ăn không bao giờ lỗ, má đừng có lo. Hay quá à. Quên, gì? Quên gì nữa? Quên còn nữa nè, sau cái vụ làm tóc này nè, phải dẫn nó đi mua đồ nữa đó. Hả? Cái gì? Tút cho đẹp, tút cho đẹp. Trời ơi, mày hại tao rồi. Má, má đừng có nhìn con kiểu đó, má đừng có trách con như vậy. Đây là con đang giúp má, đang giúp má, má biết không? Trong vụ này con má ăn uống gì đâu à. Phải mày giúp không? Hay mày hại thì có. Quỷ què. Cái này đẹp nè. Đó, cái này được á. Cái này cũng được nè má ơi. Ê dạ, đem thử đi. Ủa, sao vậy? Mày hay quá ha. Nãy giờ mày lựa quá trời. Mày muốn mua cho sạc nghiệp tao hả mày? Trời ơi má ơi má, lựa là lựa như vậy thôi, chứ còn đâu phải là mua hết đâu. Nó thử được bộ nào mới mua bộ đó. Thôi 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 thôi, máng lên đi. Máng làm nãy gì? Giờ lựa quá chừng à. Má đừng có lo nha, ngân hàng có phá sản cũng tới lượt má sạc nghiệp. Má nghĩ sao vậy? Đâu có ai buôn bán kinh doanh mà lời như má đâu. Mày nói hay quá ha. Chứ sao nữa. Thôi thôi thôi, dẹp đi. Thôi, để cho nó thử. Trời ơi, mày nói nhiều quá à, dẹp đi. Cái con này. Trời ơi, con nó nói là để cho nó thử mà à. Mày thiệt à. Xuất sắc. Trời ơi, đẹp thần sầu luôn nha. Đẹp quá ơi. Ra đây gái, ra đây. Trời ơi. Trời ơi. Sao, thấy được không? Ngon lành cành đào. Ê, bà kiếm đâu ra con nhỏ mướt quá vậy? Đất lành chim đậu mà. Nhưng mà kỳ này con chim đi lạc vô nhà tôi. Này nè. Chỉ cần nó ngoan ngoãn, biết nghe lời và biết chiều lòng khách, bao nhiêu tiền tôi cũng chi hết. Trời ơi, yên tâm đi. Tôi nói bà nghe nè, em nó trong sáng với tờ giấy trắng vậy đó. Đảm bảo quán của bà sẽ đông khách vì nó đó nha.
Hy vọng là vậy. Ừ. Ê Hương, bà dẫn Liêm vô thay đồ đi, bà chủ nhận nó làm rồi đó. Dẫn nó đi thay đồ hả má? Ừ. Trời ơi, má ơi, con nhức đầu quá má. Con đau bụng quá má. Con không đủ sức khỏe để dẫn nó đi thay đồ đâu má. Con nè, nhức mỏi quá à. Nè, mày về nhà đi rồi nhức ở đâu tao đắp vô chỗ đó. Nhớ nhà. Dẫn nó đi đi. Về nhà con nhức toàn thân đó. Con nghĩ. Gái, đi vô thay đồ làm đi em. Người ta nhận em rồi kìa. Trời em hên dễ sợ luôn gái. Đi đi em. Đi, nhanh lên. Đi vô thay đồ. Vô thay đồ đi. À. Đó bà thấy không? Trời ơi, người gì đâu mà dễ thương, dịu dàng, dễ sợ luôn hả? Dạ em chào. Dạ em chào mấy anh. Chào em. Rồi vô đi gái. Vô. Cái gì vậy? Chị đã nói rồi, đã dặn em rồi, làm ơn bỏ cái mái tóc này qua một bên nè. Hiểu không? Nó phải hở hở vậy, nhìn nó mới gợi cảm. Nhưng mà em không thích hở. Không thích cái gì, bỏ cái tay ra đi. Em phải mặc hở nó mới đẹp, nó mới gợi cảm. Em đẹp mà em sợ gì? Gợi cảm như vậy là sexy đó, em hiểu không? Là sexy. Em đâu có biết sexy là cái gì đâu. Trời tôi mệt quá. Trời tôi lại cô luôn á cô ơi, thiệt á. Sexy có nghĩa là... là giống như người ta đang khen cô giỏi đó, cô hiểu không? Hả? Thôi được rồi, bỏ tay xuống. Đi vô giùm tôi cái đi. Nha, nha. À, khoan đã. Nghe chị dặn nè. Bây giờ ở trong trọng á, ai nói gì, ai làm gì á, thì mặc kệ họ. Em không cần phải làm chi hết, hiểu không? Em chỉ cần ngồi cười, vỗ tay, khen người ta hát hay, như vậy là được rồi, nhớ không? Chỉ vậy thôi hả? Vậy thôi, như vậy là được rồi. Đi vô đi, nhanh lên. Vô vô, vô. Bỏ cái tay ra. Vô. Quá mệt. Má trời đất ơi. Trời má sung sướng quá ha. Nằm nhà gác chân lên, xong rồi đếm tiền xẹt 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 vậy nè. Có mình con là khổ cực à. Nói rã nước bọt luôn nó mới chịu vô làm. Ê con kia, sao lần nào mày xuất hiện cũng làm tao hết hồn vậy hả mày? Má có tật giật mình á thì có. Con đứng đây từ nãy tới giờ rồi, má không thấy thì thôi. Lo đếm tiền không mà. Tiền không đếm đếm gì. Ủa, bà con nhỏ đó, mày giải quyết ổn chưa? Có chuyện gì không? Trời, má nghĩ sao vậy? Ngon lành hết rồi. Em nó hả, bữa nay đẹp xuất sắc dữ lắm. Con đảm bảo với má, mấy anh cha già dê đó mà thấy nó hả, vừa hát vừa nhìn lát mắt thôi. Phải hôn đó. Chứ làm sao, qua tay con mà. Má vậy phần của con đâu? Mày có nước giỏi dội tiền. Trời ơi, tiền mà không giỏi gì. Phần mày như đó thôi đó nha. Đừng đòi hỏi nữa đó. Đòi hỏi gì trời. Như đây cũng được. Ơi, hình như là con Liêm phải không? Má đếm tiền má mờ mắt rồi hay sao á? Má nghĩ sao giờ này con Liêm á, giờ nó đang đó. Tao mờ mắt hay mày gạt tao? Hả? Liêm, Liêm, Liêm. Ê, Liêm, 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 Liêm. Ủa, sao em không ở chỗ làm? Mà em về đây vậy? Bà. Alo, em nghe này chị. Bà chói. Bà dẫn cô hồn các đảng tới phá quán của tôi hả? Bà làm ăn kiểu gì kỳ cục vậy? Không làm thì thôi chứ, tại sao cô ta lại đánh khách của tôi? Đánh người? Ờ, chắc có hiểu lầm gì đó chị ơi. Chứ em nó... Hiểu lầm cái gì? Đánh khách của tôi bầm mặt hết trơn à. Bà đem tiền qua đây cho tôi nha. Còn nữa, phải có tiền thuốc men bồi thường cho khách đó. Nếu không thì không xong đâu. Em, chị xin lỗi em nha. Không ngờ con nhỏ này lại hung dữ như vậy. Đánh muốn đừng có mắt buồn luôn chị à. Nha. Alo, alo, alo. Trời ơi, trời ơi, Liêm, tại sao em đánh người nữa vậy? Mấy người đó không tốt, tôi đánh như vậy là còn nhẹ. Tôi không làm ở đó nữa. Trời ơi, cái tánh hay đánh người như cô á cũng không có chỗ nào mướn đâu. Trời ơi, tức chết đi được mà. Con Hương, con Hương đâu rồi? Trả
tiền lại cho tao. Hương, con Hương. Tóc con đẹp quá. Dạ, con thấy tóc của cô cũng đẹp mà. Nghe đại ca. Tình hình sao hôm nay? Dạ, mọi thứ vẫn ổn. Nhớ phải cẩn thận nha. Giờ mày bị cơm làm căng lắm à. Dạ, em biết rồi. Đại ca yên tâm. Nhớ đâu. Dạ.